Năm an toàn giao thông 2012 được đánh giá là thành công nhất từ trước tới nay. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm, số người chết do tai nạn giao thông đã giảm xuống dưới 10.000 người. Đây được coi là sự kiện nổi bật, được nhiều phương tiện thông tin đại chúng bình chọn là một trong 10 sự kiện tiêu biểu năm 2012. Năm 2012, toàn quốc đã xảy ra 36.409 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.849 người, bị thương 38.064 người. So với cùng kỳ năm 2011, giảm 7.490 vụ, 17,6%, giảm 1.647 người chết, 14,33%, giảm 9.527 người bị thương, 20,2%. Đặc biệt, có tới 40 tỉnh thành phố giảm trên 10% số người chết vì tai nạn giao thông. 10 tỉnh thành phố có người chết vì tai nạn giao thông giảm từ 5 đến dưới 10%. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận nhất trí cao của người dân. Có thể nói là trong năm an toàn giao thông 2012 đó, với cái sự chỉ đạo rất quyết liệt từ Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, sự vào cuộc rất đồng bộ từ trung ương đến địa phương mà đến tận cấp xã phường và cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân đều cùng quan tâm đến năm an toàn giao thông và có những giải pháp đồng bộ. Chính vì thế nên là những cái tiêu chí về an toàn giao thông thì đều đảm bảo. Trong quá trình triển khai thực hiện năm an toàn giao thông 2012, nhiều địa phương đã có những cách làm hay và có hiệu quả. Tại Phú Thọ, Hải Dương, tập trung công tác tuyên truyền bằng hệ thống loa đài ngay tại khu dân cư, trưng bày hình ảnh lưu động, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông. Trong khi đó, Bắc Giang, Ninh Bình gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Trong đó, tập trung cái công tác tuyên truyền đến các cấp các ngành và các địa phương trong toàn tỉnh, nhất là những cái tầng lớp nhân dân mà tham gia giao thông để hạn chế cái vi phạm về tham gia giao thông. Thứ hai là chúng tôi phát huy cái sức mạnh của lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh, tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các cái vi phạm về trật tự an toàn giao thông và cao điểm để xử lý các cái lỗi, các cái tuyến trọng điểm, những cái lỗi mà vi phạm trực tiếp đến giao thông và gây tai nạn giao thông. Chính vì thế cho nên là tai nạn giao thông năm 2012 ở địa bàn tỉnh Hải Dương đã giảm. Chúng tôi đi thực tế là chúng tôi đi khảo sát từng khu dân cư một, từng cái loa đài của khu dân cư. Đấy, giao cho lực lượng công an cơ sở soạn thảo, khảo sát xong. Tôi kiến nghị với lại chính quyền là ủy ban dân huyện, các cấp và những cơ sở là khắc phục lại cái hệ thống thông tin về loa đài. Và chúng tôi giao cho công an cơ sở là phải thông tin bằng văn bản đến và yêu cầu cái người tuyên truyền phải ký và đọc trên loa đài ở tại khu dân cư những cái hành vi vi phạm của cái lỗi người giao thông đó, bất kỳ một ai. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cũng có nhiều ý kiến cho rằng công tác kiềm chế tai nạn giao thông chưa bền vững, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra. Trong khi đó, đất dành cho giao thông tĩnh còn rất khiêm tốn. Tình trạng xe chở quá tải chưa được kiểm soát chặt chẽ và đặc biệt ý thức chấp hành giao thông của một bộ phận người dân chưa tốt. Nay tôi đi xe bị vi phạm lỗi là thiếu gương thì căn bản xe tôi nó cái gương nó bị lỏng nên thì tháo ra thôi, chứ bình thường thì vẫn đi vẫn lắp gương đầy đủ. Thì tôi đi mang mũ bằng lái đăng ký để ở nhà. Biết là vi phạm nhưng mà thực ra chúng tôi đi bắt nợn thì cũng phải cần người đi theo để bốc vác. Cái này không thể lao động tự do, không làm được. Thế là phải đem anh em từ nhà đi. Biết là vi phạm rồi. Biết là thế nhưng mà không thể đến đâu thuê đến đấy được. Cùng với cái kết quả rất tốt của năm 2012 đấy, thì còn một số cái hạn chế, một số cái tồn tại mà chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận, thẳng thắn nhìn nhận. Trước hết, đó là cái số người chết vì tai nạn giao thông vẫn còn cao. Vẫn còn trên 9.800 người chết vì tai nạn giao thông ở mức rất cao so với dân số, so với các phương tiện. Đấy, thì cái đấy cần phải phấn đấu. Cái thứ hai nữa là cái số vụ tai nạn nghiêm trọng đó, thì nó có giảm nhưng mà cái tính chất và mức độ nghiêm trọng thì không có chiều hướng giảm, và thậm chí là có những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng thì có chiều hướng tăng lên. Vì vậy, năm 2013, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chọn chủ đề nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông, trong đó tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp chính quyền
trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Như vậy là năm 2013 thì chúng tôi tập trung nhiều vào hai cái nhóm đối tượng này. Trong đó thì đối với cái người thực thi công vụ đó thì sẽ xây dựng cái văn hóa trong thực thi công vụ, cái tinh thần trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, chỉ tuân thủ theo pháp luật, đồng thời đấy có cái trách nhiệm mà gắn bó với nhân dân, những cái đề xuất, những cái chủ trương thì nó sẽ xuất phát từ thực tiễn và sao làm sao để nó nhanh nhất và đi vào đời sống xã hội, sẽ xây dựng cái hình ảnh của người thực thi công vụ, đặc biệt là lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thân thiện trong mắt người dân, và cũng chúng tôi cũng xác định một số cái lĩnh vực nhạy cảm để cùng với các bộ ngành liên quan sẽ tập trung nhiều hơn. Trong đó thì có cái lĩnh vực về tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, cái lĩnh vực về đăng ký đăng kiểm phương tiện, rồi cái lĩnh vực về đào tạo sát hạch cấp giấy phép. Bộ Công an, các đồng chí chỉ đạo quan địa phương, các đơn vị trực thuộc trong ngành tổ chức quy động lực lượng tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý nghiêm, tổ chức các đợt cao điểm, tổ chức cưỡng chế theo chuyên đề để tăng tính răn đe ngăn chặn. Rồi Bộ Công an xây dựng trình Chính phủ quy định về các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn tình trạng chống người thành công vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phải xử tù các số người chống cảnh sát giao thông trong quá trình công vụ. Với kết quả đạt được về tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2012 sẽ là tiền đề, là điều kiện quan trọng để các cấp chính quyền, nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong năm 2013 là phấn đấu giảm từ 5 đến 10% số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông, mang lại hạnh phúc, bình yên cho mọi người, mọi nhà. Trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Tị 2013, tình trạng xe quá khổ, quá tải vẫn ngang nhiên lưu thông trên các tuyến đường từ cửa khẩu Lao Bảo về thành phố Đông Hà, đặc biệt là tuyến quốc lộ 9 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị. Rạng sáng ngày 19 tháng 2, trên tuyến quốc lộ 9 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhiều xe container, xe đầu kéo chở gỗ với trọng tải lên đến hàng trăm tấn nối đuôi nhau lưu thông qua địa bàn. Lực lượng thanh tra giao thông vận tải đã tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm như nhiều xe quá khổ, quá tải, các lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe, hàng hóa vận chuyển không có nguồn gốc xuất xứ. Thực tế cho thấy, trên các tuyến đường thành phố Đông Hà thường xuyên xuất hiện xe vận chuyển gỗ, đậu, đỗ, bốc xếp làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc dư luận trong nhân dân. Ngày 8 tháng 2 năm 2013 thì Ủy ban nhân tỉnh đã có cái công văn số 379 yêu cầu xử lý xe hàng hóa quá khổ quá tải trên quốc lộ 9. Tuy vậy hiện nay là việc xử lý của các lực lượng chức năng là gặp rất nhiều khó khăn do cái xe quá tải là thường lưu thông vào ban đêm. Chủ hàng thì lại thu hết toàn bộ giấy tờ của cái người tài xế, cho nên là như anh thấy là toàn bộ cái xe quá tải đang nằm đấy nhưng mà không có cái giấy tờ để có thể lưu hành hợp pháp được, cho nên là việc xử lý gặp lại là việc xử lý của các đơn vị chức năng rất là khó khăn, và tình trạng xe quá tải lưu thông thì có thể ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông và cũng như cái việc khai thác bình thường của tuyến đường. Ngành giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cố gắng, nhưng hiện nay tình trạng xe chở gỗ quá tải vẫn ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường 9. Từng đoàn xe vẫn nối đuôi nhau tiến về thành phố Đông Hà. Thiết nghĩ các ngành chức năng cần phải kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn chặn các phương tiện quá khổ, quá tải, lưu thông gây bức xúc trong nhân dân.